The tạm dịch Người Phương Bắc, là một bộ phim lịch sử sử thi của Mỹ do Robert Eger đạo diễn, Eger và sớn động biên kịch. Phim có sự tham gia của Alexander Skarsgård trong vai hoàng tử Viking là Amlet, người bắt đầu sứ mệnh trả thù sau khi cha mình bị người chú sát hại. Nicole Kidman, Clay Bang, Ania Taylor-Joy, Ethan Hawke, Bergerker và William Dafoe tham gia trong các vai phụ Amlet, tinh hóa Amethyst, tiếng Iceland của amlody là một nhân vật trong truyền thuyết Sandina thời Trung Cổ, từng là nguồn cảm hứng trực tiếp để William Shakespeare sáng tạo nhân vật hoàng tử Hamlet trong vở bi kịch Hamlet, hoàng tử Đan Mạch. The Northman lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ thứ 10 ở Iceland, vua Ovandili, Ethanhoc, bị người em là Flini, sát hại, cướp ngôi đồng thời ép hoàng hậu Gurun, Nicole Kipman, phải tái giá với ông. Như vậy, sau Akuman, đế vương Atlantis, Nicole Kipman lại vào một vai hoàng hậu trải qua những cuộc hôn nhân phức tạp, con trai của vua Ovandili là Amlet chạy trốn cuộc truy sát của người chú, và nhiều năm sau, anh quay trở về để trả thù người chú và giải thoát cho mẹ mình, Alexander Skarsak người Thụy Điển, sinh năm 1976, cao 1m94, được biết đến với các vai Iceman Brad trong Generation Kill, kiếp quân nhân. Tajan John Clayton trong The Legend of Giang, huyền thoại Tajan, Thủ tướng James Watt trong lòng sót, và gần đây là Na Thần Lan trong bom tấn Godzilla đại chiến công, The Northman dự kiến sẽ được phát hành rạp tại Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, bởi Focus Feature, và sẽ được Universal Pictures phân phối trên toàn thế giới. Bạn có thể đọc bài tại website MetFilm theo link trên video.